Tiếp tập 117, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000. Tiếp phần trước, điện hạ thật đúng là hiểu ti chức, đáng tiếc điều kiện lại không cho phép. Trưởng công chúa mắng, phế vật, quá ngu ngốc, ngươi không biết đem ý thức đi vào trong chùy sao? Từ Bắc vọng hào hứng, bạn chi kỷ, còn có thể như vậy sao? Tinh thần va chạm với nhau, tâm linh giao hội, lão đại lãng mạn quá đi. Trưởng công chúa nói, còn lề mề làm cái gì nữa? Sau đó hai người trao nhau nụ hôn mặn nồng. Từ Bắc vọng đưa tay chạm lên môi mình, ý niệm hôn môi, mặc dù nhục thể không có cảm giác nhưng cũng rất sướng nguyên đêm đó từ bắc vọng vừa ngủ vừa mơ màng vui sướng bé mèo khó hiểu bị làm sao vậy chuyển cảnh đến ngày hôm sau mặt trăng và khắp thành tội ác bao phủ một màu đỏ từ bắc vọng bực bội huyết nguyệt này sao nói đến là đến vậy tần sở sở hay chính là tiêu phàm xuất hiện từ công tử muốn đi đâu thế thầm nghĩ phải nhẫn nhịn có cơ hội để xử lý tên tiểu tử này nhưng mà tuyệt đối không thể để hắn nhìn ra được từ bắc vọng tỏ ra khó chịu tần cô nương ta không thích người khác đứng trên cao nói chuyện với ta tiêu phàm liền nhảy xuống nghe nói từ công tử thích uống trà có thể vinh hạnh mời công tử đi đến phòng trà được không từ bắc vọng mỉm cười thanh kiếm này là pháp khí thánh giai sau này để ngươi không thích còn có rất nhiều tiêu phàm liền thao thao bất tuyệt về việc pha trà dùng minh tuyển thủy để pha trà cực bắc trì địa năm nghìn năm mới có thể có được một giọt nước suối một giọt nước suối chưa đến hai ba lượng thầm nghĩ họ từ này rất háo sắc chỉ cần có thể tiếp cận hắn thì có thể để hắn không phòng bị đến lúc đó lấy mạng chó của hắn ban đầu hắn cướp đi ấu di của ta không phải là rất vui sao từ bắc vọng tỏ ra không hứng thú bé mèo thở phào may mà từ chối rồi nếu không đánh chết ngươi rồi tiêu phàm lấy ra lọ tinh huyết từ công tử là cảm thấy ta không có tư cách làm bạn của người đây là tinh huyết của báo ám ảnh thượng cổ xem như là quà gặp mặt ta tặng cho công tử thầm nghĩ hắn lại từ chối thẳng thắn như vậy sao từ bắc vọng nhìn bằng một con mắt xin lỗi ta rất ít dùng tinh huyết của yêu thú nhị giai trong lòng có chút nghi hoặc là ảo giác của mình sao con đàn bà này sao lại thích thể hiện như vậy tiêu phàm bắt đầu tức giận cẩu tặc tinh huyết yêu thú nhị giai lại không thích sao từ bắc vọng bất an đậu xanh muốn cắn người sao tiêu phàm liền bày ra vẻ mặt đáng thương vậy từ công tử thầm chấn an bản thân bình tĩnh đừng để hắn nhìn ra chỗ hở bé mèo tức giận con tiện nhân thối tha vô liêm sỉ tiêu phàm bị bé mèo làm cho ngỡ ngàng từ bắc vọng xoa đầu bé mèo sủng vật này của ta hơi nghịch ngợm một chút Tân tiểu thư đừng ngại tiêu phàm vội bỏ đi lần sau ta sẽ hẹn từ công tử từ bắc vọng suy xét sao cô ta lại có bộ dạng như nhân cách phân liệt vậy nhỉ cậu quay sang bé mèo biểu hiện không tệ được rồi chúng ta còn có chuyện quan trọng bé mèo vui vẻ miêu miêu lợi hại đúng không chuyển cảnh đến phủ thành chủ tần sở sở nói với cha mình cha từ bắc vọng suýt chút nữa là thiêu chết con rồi cha phải báo thù cho con gái thầm nghĩ không thể lại quá gần dựa vào công lực của tần hải nếu như điều tra kỹ nhất định có thể phát hiện thần thức của mình không phải là con gái hắn đến lúc đó mình chết thế nào cũng không biết nhưng mà có thể lợi dụng hắn một chút tần hải mỉm cười đừng đụng đến từ bắc vọng cha của con cũng không chọc được đệ ngũ mà đầu tiêu phàm bực bội đáng ghét lão già này đúng là bảo thủ thật hắn liền quay ra này nỉ vậy con gái cần một cây bích hầu quả một vạn năm tạm thời muốn vượt qua từ ác tặc trở thành thiên kiêu chói mắt nhất của cửu châu tân hải liền đồng ý cùng lúc đó có người báo cáo khởi bẩm thành chủ từ bổ khoái đến điều binh muốn đánh vào ma quật chuyển cảnh đến phía từ bắc vọng cậu điềm tĩnh ngoan lát nữa sẽ cho ngươi ăn một bữa lớn thẩm mỹ không thể vội vàng phải săn giết một vài tà ma cấp bậc ma vương mới có thể thuận thế đi vào khu vực ma quật tân hải lập tức hạ lệnh tử chiến tà ma từ bắc vọng và bé mèo cũng không rảnh rỗi mà liên tục diệt trừ tà ma Tần Hải liếc nhìn, nam nhân này đúng là vì tàn sát mà thành, đạo chuyên công sát phạt, biến thái giống như ma thần, hắn mới là thích hợp nhất của thành tội ác. Bỗng có người đánh lén sau lưng từ Bắc vọng. Mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này, nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000 đấy nhé. Trên màn hình là một số video hay ho khác, yêu mọi người, donate càng yêu.